các con à, bao năm nuôi nấng dạy dỗ, giờ các con khôn lớn, ta mừng lắm. Nay cha đã già, đã đến lúc các con phải tự mình kiếm sống rồi. Vâng ạ, cha cứ yên tâm. Ta chẳng có gì cho các con, chỉ có ổ bánh mì và một chai rượu cho các con ăn đường. Các con hãy phân chia nhau vào rừng kiếm củi nha. Anh sẽ đi đầu tiên, chứ trông đợi gì ở thằng ngốc kia. Này anh bạn, gọi tôi hả? Có chuyện gì vậy? Có thể cho tôi xin chút đồ ăn được không? Tôi đói và khát quá. Ngươi đùa đấy à? Ta chỉ có mỗi ổ bánh mì và chai rượu, cho ngươi thì ăn gì uống gì. Thôi ta đi đi. À, trời ơi, thật đen đuổi. Hôm nay đã không chặt được cây còn bị thương nữa chứ. Vậy mà tưởng anh giỏi giang lắm. Để em đi xem sao. Gì chứ chặt củi dễ không ấy. Anh chàng à, có thể cho tôi xin một ngụm rượu được không? Hoặc chút đồ ăn cũng được. Tôi đói khát cả mấy ngày nay rồi. Biến đi đồ đáng ghét, nhường cho ngươi thì ta ăn cái gì. Thôi đi đi. Đau quá, đau quá. Tưởng em giỏi giang lắm, vậy mà cũng trở về thế kia. Thôi, cứ ở nhà dưỡng sức, để tên ngốc này vào rừng cho rồi. Không đốn được củi thì đừng có mà quay về nghe chưa. Anh bạn ơi, tôi lạc đường, đói khát quá, cho tôi xin chút bánh có được không? Anh ăn đi này, ăn xong tôi sẽ giúp anh tìm đường về nhà nhé. Cảm ơn cậu nhiều nhé, nhưng không cần đâu. Nhớ chặt cái cây già đằng kia trước khi về đấy. Có quà dành cho cậu đấy. Chú lùn này kỳ lạ thật đấy. Thoát ẩn, thoát hiện. Trời ơi, là một chú ngỗng vàng. Lẽ nào đây là món quà mà chú lùn dành cho mình? Xin đa tạ, đa tạ. Ta phải về khoe với anh hai mới được. Này chàng trai, chẳng hay con ngỗng đó là thật hay giả vậy? Là ngỗng thật đấy, con ngỗng bằng vàng tôi vừa tìm thấy được trong rừng. Tên này có vẻ ngốc nghếch lắm, chúng ta lừa hắn lấy lông ngỗng để làm mũ lông đi. Vàng lóng lánh thế kia chắc là đẹp lắm đó. Cho tôi vuốt nó thử một cái được không? Được chứ, nó đáng yêu và hiền lắm. Trời ơi, cứu, cứu với. Sao dính cả tay vào thế này? Để em giúp chị, ba sẽ hơn một đó. Chết rồi, tay em cũng dính cả vào rồi, làm sao bây giờ? Xin lỗi các cô, tôi phải trở về nhà rồi. Cảm phiền, tôi xin lại chú ngỗng nhé. Trời ạ, thật tức cười, nhìn họ kìa. Con ngỗng kia có gì đặc biệt mà cả đám con gái bám theo, không rời tay ra thế nhỉ? Hay là nó làm bằng vàng thật? Mình phải cướp con ngỗng đó mới được, mình sẽ giàu to. Ôi trời ơi, sao không rút tay được thế này? Mọi người dành tình cảm cho ngỗng vàng thế này tôi thực rất cảm kích. Nhà tôi cũng chẳng còn bao xa nữa. Mời mọi người ghé chơi luôn, trước lạ sao quen. Loa 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 loa, đức vua tối cao có công chúa ngọc ngà, mấy năm nay bệnh nặng không thiết nói cười vui vẻ. Ai có thể làm cho nàng cười sẽ được cưới nàng làm vợ. Loa 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 loa, công chúa xinh đẹp quá, xinh thế này mà bị câm thật phí. Công chúa, người cười cái gì vậy? Trời ơi, nhìn họ kìa, bốn người bị con ngỗng dắt theo, thật tức cười quá. Này anh bạn, theo ta về hoàng cung đi, nhờ ngươi mà công chúa đã chịu nói cười lại rồi. Phen này người đổi đời rồi đó, ngươi sẽ được cưới công chúa. Công chúa ư? Làm sao ta dám mơ đến nàng chứ? Anh bạn đừng đùa nữa. Anh ta không đùa đâu, chàng đáng yêu thật đấy. Làm ta buồn cười chết mất. Hãy theo ta về cung đi. Đau quá trời ạ, à, đúng là đen đuổi mà. Đức vua muôn năm, đức vua muôn năm. Đây là người đã mang lại tiếng cười cho ta. Cuộc sống vui tươi đã quay trở lại. Này ta tuyên bố, chàng là phu quân của ta. Trời ạ, à, tên ngốc nhà ta kìa, có phải nó không? Ta có nhìn nhầm không? Thật phi lý, ngốc nghếch như nó mà lại lấy được công chúa ư? Các người không nhìn nhầm đâu, chính là cậu ấy đây. Vì sao hả? Ở hiền gặp lành,
giúp người, người sẽ giúp ta thôi mà. Kể từ đó, hai người anh trai không bao giờ gọi cậu Út là tên ngốc nữa. Tấm vải lanh giết chết nhà vua. Cầu vàng yêu quý của ta đâu rồi? Ta ốm thế này mà nó còn bỏ ta đi đâu? Mau tìm nó về đây cho ta. Lúc nào nó cũng phải ở bên cạnh ta mới yên tâm được. Thưa đức vua, để nô tỳ đi tìm nó ạ. Người đang mệt, hãy vào trong nghỉ ngơi đi ạ. Nó kia rồi. Thôi, ta vào phòng nghỉ ngơi đã. Hãy dặn con vẹt không được làm ồn nghe chưa? Vâng, thưa đức vua. Trời ơi, ai cho người mang vật kim loại vào phòng của ta? Đây là điều tối kỵ cơ mà. Con vẹt phản phúc này, tại sao lại vi phạm luật cấm kỵ ta dẫn dạy nó kìa chứ? Người đâu? Bẩm đức vua, có chuyện gì thế ạ? À? Con vẹt kia dám mang kim loại vào trong phòng của ta. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch mà ta đã đề ra. Trong phòng của ta không được phép có kim loại. Điều đó có thể gây sát thương cho nhà vua. Nếu ai không tuân theo thì sẽ phải chịu tội chết. Giết chết nó cho ta. Nhưng bẩm đức vua, đây là con vẹt ngài yêu quý nhất ạ. Ngài đã nghĩ kỹ chưa ạ? Xin ngài đừng vội quyết định trong lúc nóng giận. Đây là điều tối kỵ. Không ai được phép mang bất cứ vật kim loại sắc nhọn nào lại gần ta hết. Nếu ta tha cho nó thì còn ai sợ mà nghe lời ta nữa. Giết con vẹt này đi, để làm gương cho tất cả những kẻ khác. Giết chết nó cho ta. Vâng, vâng, thưa đức vua. Giết chết nó cho ta. Giết chết nó cho ta. Thưa hoàng hậu, bệnh tình của nhà vua ngày một nặng, cứ thế này thì khó lòng có thể tiến triển tốt. Chả nhẽ không có cách nào hay sao? Thưa hoàng hậu, chỉ còn một cách, đó là giữ ấm cơ thể cho nhà vua. Cuốn người trong một tấm vải lạnh tắm rượu, có thế bệnh tình mới tiến triển được. Cuốn nhà vua lại giống như con sâu chui trong kén ngư, như vậy thì thật khó chịu. Ta e là... Nếu đó là cách duy nhất để chữa khỏi bệnh cho ta thì hãy mau làm đi. Dân, thưa đức vua. Thưa đức vua, ngài không nên di chuyển nhiều ạ. Tấm vải lanh có thể sẽ rơi ra mất. Ta không thể nằm yên một chỗ được. Ta muốn được lại gần cửa sổ để ngắm khung cảnh bên ngoài. Trời ơi, thật là bất tiện. Người đâu, khâu tấm vải lanh thật chặt lại trên cơ thể cho ta. Thưa đức vua, giờ nô tỳ sẽ khâu tấm vải lanh lại cho chắc ạ. À. Chưa được, hãy cuốn thêm một tấm vải lanh nữa cho chắc. Đừng để nó tuột ra dù chỉ là một tấc. Thưa đức vua, nô tỳ đã khâu vải lại được chưa ạ? À? Tấm vải này đã được tẩm rượu. Chà, rượu thơm quá. Giá như ta không bị bệnh thì ta đã uống no rồi. Nhưng thôi, được cuốn thế này cũng tốt. Giống như ta đang được tắm mình trong rượu vậy. Cái gì thế này? Ngươi dùng kim khâu bằng kim loại ư? Thưa đức vua, đã từ lâu người cấm không cho dùng kim loại trong phòng của người, nên nô tỳ thường dùng kim khâu được vót bằng gỗ ạ. Ừ, được. Trong phòng của ta không được phép có đồ kim loại, bởi có thể ta sẽ bị giết chết bằng thứ kim loại đó. Người hiểu không? Vâng, thưa đức vua. Thưa đức vua, nô tỳ đã khâu xong rồi ạ. Nhưng thần không biết nên cắt chỉ bằng gì. Sợi chỉ rất dai ạ. Đức vua có thể cho nô tỳ dùng kéo một lần được không ạ? Trời ơi, đồ ngu ngốc. Ta cấm các ngươi được dùng kim loại trong phòng của ta cơ mà. Đứa nô tỳ ấu trĩ kia, ngươi có muốn chịu chung số phận với con vẹt không hả? Con vẹt ta yêu quý là vậy mà còn có thể giết chết nó được. Ngươi
Ngươi... Kia rồi, sao có thể mà không nghĩ ra chứ? Hãy lấy nến và đốt sợi chỉ đi cho ta. Vâng, thưa đức vua. Cứu ta! Thật không may, tấm vải lanh ngâm rượu có cồn dễ dàng bắt lửa và thiêu chết nhà vua. Vậy là chỉ vì quá cố chấp với những nguyên tắc của mình, nhà vua đã tự hại chính mình. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về vua Charles II. Vị vua đã trị vì vương quốc Navarre từ năm 1343 đến năm 1387. Lấy vợ cóc. Ngày xưa, ở một vùng nọ, có vợ chồng nhà phú ông hiếm muộn, mãi đến khi luống tuổi, người vợ mới có mang. Thế nhưng, kỳ lạ thay, đến ngày trở dạ, thì người vợ lại sanh ra một con cóc. Trời ơi là trời, tại sao chứ? Ơi, nhà con làm gì có tội chứ? Sao ông trời không cho con được một đứa con bình thường, mà lại sinh ra một con cóc chứ? Thôi, bà bảo ném con cóc này ra ngoài ruộng đi. Nhớ đừng để lộ cho ai biết việc vợ ta đã sinh ra một con cóc. Dạ thưa ông. Cha ơi, xin đừng vứt con đi. Mai kia con lớn, con cũng biết làm được việc nhà đỡ cho cha mẹ mà. Nghe cóc nói thế, cha mẹ đỡ tủi lòng và càng thương cóc nhiều hơn. Họ quyết định giữ lại nuôi nấng. Trong vùng ấy, có một người học trò mồ côi, nhà nghèo nhưng rất có chí. Một buổi khi tan học, anh đi qua ruộng lúa nhà phú ông, ngắt một bông để cắn trắc cho vui mồm. Bỗng có tiếng nói trong trẻo cất lên. Anh Đờ ơi, không được ngắt lúa nhà em. Là tiếng ai đang nói vậy? Ai vậy? Là cốc vừa nói sao? Dạ vâng, chính là em. Xin anh đừng ngắt lúa nhà của em nữa. Sao cốc lại biết nói chứ? Em là con gái nhà ông bà Phú Hộ. Em ở đây canh đồng cho cha mẹ. Nhìn bộ dạng em như vậy, chàng có chê cười em không? Sao ta lại chê cười nàng chứ? Giọng nói của nàng nghe thật êm. Từ nay nếu nàng không phiền, hằng ngày ta có thể qua đây trò chuyện cùng nàng không? Dạ vâng ạ, tất nhiên là được. Từ đấy, ngày ngày qua ruộng lúa, anh Đồ lại dừng lại trò chuyện, tâm sự cùng với cốc. Bất kể trời mưa hay nắng, cả hai rất tâm đầu ý hợp. Dần dần, anh học trò đem lòng yêu cô cốc lúc nào không hay. Cậu ta lấy vợ cốc về chắc hạnh phúc phải biết. Còn cốc là cậu ông trời đó, cậu ta lấy được cậu ông trời đó, chắc là cậu ta suốt ngày được nghe tiếng cốc kêu vui tai lắm đây. Này, tôi lấy làm thắc mắc, cậu ta lấy một con cốc về thì nâng khăn sửa túi cho cậu ta như thế nào nhỉ? Này, tôi có trò này vui lắm. Các bạn cùng trường thấy anh học trò lấy vợ cốc thì chê cười khinh bỉ. Họ quyết làm cho anh bẻ mặt vì vợ một phen. Ngày xưa có tục lệ, học trò coi thầy như cha, nên sắp đến ngày giỗ mẹ thầy, họ đề ra cái lệ, tất cả học trò đã có vợ phải hiến mỗi người một mâm cỗ do chính tay vợ mình nấu nướng. Họ nghĩ rằng phen này anh chàng lấy vợ cốc sẽ phải bẻ mặt. Chính anh học trò nghèo cũng sợ vợ mình sẽ xấu hổ với bạn bè nên lo lắng vô cùng. Chàng chẳng việc gì phải bận tâm, cứ để em lo. Giờ chàng cứ đi học đi, đến giờ phải bưng cỗ đến nhà thầy. Chàng về nhà sẽ có đầy đủ cỗ ngon cỗ khéo cho chàng đem đi thi. Món vợ tôi nấu là ngon nhất. Ấy, thế thì huynh chưa biết về tài nghệ của vợ tôi rồi. Vợ tôi nấu ăn ngon nhất vùng này. Cảm ơn các món ăn của các trò đã mang đến. Ta sẽ thử từng món và tìm ra ai là người nấu ngon nhất nha. Xem vợ cốc của công hoàng sẽ nấu ra món gì nhỉ? Chẳng lẽ là món canh côn trùng? Còn chưa thấy mặt mũi đâu. Chắc chắn là không dám đến rồi. Thử nghĩ mà xem, một con cốc sao mà nấu ăn cho người được. Xin lỗi thầy, trò đến muộn ạ. Dạ, đây là canh cá lăng do vợ con đích thân nấu tặng thầy. Mời thầy thưởng thức ạ. Món canh cá lăng là món ngon nhất của bữa cỗ ngày hôm nay. Rất ngon, vị vừa thanh lại vừa đậm đà. Ta chưa từng ăn món canh nào ngon như vậy. Thật là tức chết. Sao món của cậu ta lại được thầy khen thế chứ?
mà chắc chắn không phải vợ cậu ta nấu. Tôi đoán cậu ta đã đi mua về biếu thầy. Dùng cách này cậu ta rất dễ gian lận. Lại đây, tôi có kế này, đảm bảo cậu ta phải bẻ mặt vì cô vợ cốc luôn. Cách gì thế? Đám học trò thua cuộc tức lắm, nhưng thua keo này họ bày keo khác, quyết làm cho vợ chồng cốc phải xấu hổ mới thôi. Họ nghĩ rằng may áo là việc khó nhất. Cốc có thể nấu cơm được, chứ làm sao may áo được. Vì thế, họ xin với thầy cho các học trò đã có vợ mỗi người may biếu thầy một cái áo. Áo nào thầy mặc vừa vặn lại may khéo thì người may áo sẽ được giải. Tuy nhiên, không được may sẵn ở nhà mà phải may trực tiếp tại cuộc thi. Biết được mưu mô của đám học trò nghịch ngợm nhất quỷ nhị ma thứ ba học trò, nên anh chồng cốc vừa lo lại vừa buồn. Anh kể rõ sự tình với vợ. Bọn họ chẳng có mục đích gì tốt đẹp, ta sẽ xin rút lui khỏi cuộc thi. Em chỉ sợ anh ngượng thôi, chứ thiên hạ em không có sợ. Anh cứ yên tâm đèn sách học hành, đừng nên lo nghĩ gì cả. Em sẽ tự mình lo liệu. Đêm hôm ấy, trời mưa rất to, sấm sét đì đoàn. Vợ cốc nói có việc phải ra ngoài. Trước khi ra khỏi nhà, vợ cốc dặn chồng sáng mai hãy đến cuộc thi trước và đợi cô ở đó. Chỉ riêng anh Đồ vẫn còn sốt ruột đợi vợ đến. Giờ này mày vẫn chưa thấy cô ấy đến, không biết có chuyện gì xảy ra với cô ấy không nữa. Mà rõ ràng là vợ mình không hề may vá được. Có lẽ vì không muốn mình mất mặt mà cô ấy bỏ đi tìm cách. Trời ơi, mình đã làm cô ấy khổ rồi. Lẽ ra mình phải nói thẳng với bọn họ rằng nhà mình sẽ không tham gia may áo tặng thầy chứ. Này, vợ huynh đâu? Sao không thấy đến tham gia cuộc thi vậy? Làm sao mà cốc có thể may vá được áo chứ? Huynh biết rõ điều này mà. Sao huynh không thừa nhận và xin rút lui từ đầu đi? Có phải đã phải bẻ mặt không? Sao chồng tôi lại phải bẻ mặt chứ? Xin chào thầy cô, chào mọi người. Tôi là vợ chàng Công Hoàng. Xin lỗi vì đã đến muộn. Tôi xin được bắt đầu cuộc thi may vá áo ạ. Mà thật không thể tin được, cô gái xinh đẹp này sao có thể là vợ cậu ta được? Vợ cậu ta là một con cốc cơ mà. Để xem cô ta có biết may vá gì không. Xin lỗi vì thiếp khiến chàng phải đợi lâu. Nàng là vợ ta sao? Mà đúng là giọng nói của nàng rồi. Tại sao nàng có thể... Thiếp sẽ kể lại cho chàng nghe sau. Thiếp phải mau chóng may áo cho kịp, nếu không người ta sẽ cười chê chồng của thiếp mất. Cuộc thi đến hồi kết thúc, những chiếc áo đều được các cô vợ hoàn thành để tặng thầy. Nhưng khi thầy thử vào, cái thì rộng thùng thình, cái thì chật không thể mặc được, cái thì sộc sệt chỉ bông hết. Đến lượt thử chiếc áo của vợ chồng chàng Đồ, quả nhiên chiếc áo vừa như in, đường may hết sức tinh xảo. Thầy rất hài lòng và hết lời khen ngợi sự khéo léo của vợ chàng Đồ. Quả là cô gái khéo léo nhất mà ta từng gặp. Chiếc áo may đẹp không chê vào đâu được. Công Hoàng, con thật may mắn khi cưới được người vợ vừa đẹp người, đẹp nết, lại giỏi giang đến như vậy. Đám bạn học thấy vậy ghen tị lắm, nhưng họ không còn trò gì để chăm chọc hay chơi xấu anh Đồ nữa. Nàng kể mọi chuyện cho ta nghe đi. Rốt cuộc nàng là ai? Có phải là tiên nữ giáng trần không? Đúng vậy, thiếp vốn là tiên nữ trên thiên đình, nhưng vì phạm quy mà bị giáng xuống làm cốc trong thời hạn 3 năm. Hôm qua là hết hạn thiếp bị đày, đáng ra có thể về thiên đình, nhưng vì gặp được chàng, một người chồng yêu thương thiếp hết mực, thiếp làm sao rời xa chàng cho được. Thiếp đã xin với Ngọc Hoàng nguyện từ bỏ cõi tiên để làm một người trần, vĩnh viễn được ở bên cạnh chàng. Cảm ơn nàng, cảm ơn nàng đã vì ta mà làm tất cả mọi chuyện. Kiếp này ta nguyện dùng cả cuộc đời của ta để khiến nàng thật hạnh phúc. Từ đó, hai vợ chồng Công Hoàng sống với nhau đầm thắm vui vẻ. Vợ sinh được nhiều con cái, chồng học thi đỗ cao, làm nên chức lớn, sống một cuộc đời sung túc.